Để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh. Mới đây, công ty A.L. Smith Việt Nam triển khai chương trình không khí sạch học đường, hỗ trợ trang bị 100 máy lọc không khí cho một số trường mầm non trên địa bàn thành phố. Giải pháp này nhằm đảm bảo môi trường trong lành, khử khuẩn, giúp cho hệ miễn dịch của các con khỏe mạnh hơn. Chương trình sẽ kéo dài cho đến khi Việt Nam công bố hết dịch.